Xin chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh tin tức tổng hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Điểm mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay là thông tin liên quan tới hội đồng xét xử tại thành phố New York. Đã ra phán quyết là cựu tổng thống Donald Trump đã có tội với tất cả 34 tội danh và mỗi tội có thể dẫn đến 4 năm tù. Và nguồn tin cũng cho biết là thẩm phán Merchant đã nói với bộ thẩm đoàn như sau: Tôi rất ngưỡng mộ sự tận tụy và làm việc rất chăm chỉ của quý vị. Như đề các quê địch đã đưa tin là vào chiều thứ năm, hội đồng xét xử tại New York đã ra phán quyết trong vụ kiện của Alvin Frost và thẩm phán Merchant chống lại cựu tổng thống Donald Trump. Paul Ingrassier là một cộng tác viên của đề các quê địch đã tham gia phiên tòa đang diễn ra tại thành phố New York. Ông đã tường thực từ phòng truyền thông như sau. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự coi thường trắng trợn đối với quy trình tố tụng hợp pháp và các tiêu chuẩn xét xử công bằng. Mặc dù bên công tố không xác định rõ ràng hành vi phạm tội bị cáo buộc của cựu tổng thống Donald Trump, tòa án dường như đã sẵn sàng kết tội ông bằng mọi giá và đưa ông vào tù, bất kể có bằng chứng hay là không. Và trong một diễn biến gây sốc trái ngược với các nguyên tắc của lực pháp Hoa Kỳ, là thẩm phán Merson đã hướng dẫn bồi thẩm đoàn rằng họ không cần phải đưa ra quyết định nhất trí về phương thức phạm tội cụ thể mà cựu tổng thống Donald Trump bị buộc trong vụ án này. Họ chỉ cần cảm thấy rằng ông ta có tội, điều này đi ngược với mọi lực chung trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thay vào đó, bồi thẩm đoàn được tự do lựa chọn trong số 3 phương án chính. Trên thực tế, họ đã biến quá trình này thành một trò chơi phiêu lưu tự chọn với những hàm ý pháp lý. Chẳng hạn như vi phạm lực bầu cử liên bang mà không ai trong phòng xử án này quen thuộc về vấn đề này nhưng thẩm phán lại không cho người bào chữa giải thích về việc này và vấn đề thứ hai là làm giả hồ sơ kinh doanh và vấn đề thứ ba là vi phạm thuế và nguồn tin cũng lưu ý rằng cựu tổng thống Donald Trump đang bị bồi thẩm đoàn xét xử tại một thành phố đã bỏ phiếu cho tổng thống bảy đơn 87% Tất cả các thành viên bồi thẩm đoàn đều thừa nhận rằng họ đã đọc những thông tin từ MSNBC và The New York Times để biết những thông tin về vụ kiện này. Và nguồn tin cũng cho biết thêm là cựu tổng thống Donald Trump đã bị kết tội với tất cả 34 tội danh, mỗi tội danh có thể dẫn đến 4 năm tù. Nhưng cựu tổng thống Donald Trump sẽ thắng tại phiên tòa kháng cáo. Phiên tòa này hoàn toàn chế nhạo luật pháp, quy trình tố tụng hợp pháp, hiến pháp và hệ thống tư pháp hình sự của Hoa Kỳ. Đây là một điều thật xấu hổ. Đồng thời, bản án của cựu Tổng thống Donald Trump được ấn định vào ngày 11 tháng 7, 3 ngày trước đại hội đảng Cộng hòa, và thẩm phán Merchant đã thông báo rằng cựu Tổng thống Donald Trump không được tại ngoại. Và thêm vào đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã thông báo về một cuộc họp báo tại Trump Tower at Triumph vào ngày mai liên quan tới phiên tòa gian lận và bản án về 34 tội danh. Và nguồn tin cũng cho biết thêm rằng, là cựu tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày mai lúc 11 giờ sáng theo giờ miền Đông tại Trump Tower ở Tryon để lên tiếng về cuộc đàn áp chính trị của ông do những tên côn đồ cánh tả cực đoan của tổng thống Biden gây ra tại tòa án Manhattan. Và cũng liên quan tới bản tin này, Tucker Carlson phản ứng với phán quyết như sau. Đất nước Hoa Kỳ đã trở thành một thế giới thứ ba. Đó là những gì chúng ta vừa thấy. Điều này sẽ không ngăn cản được Trump ông ấy sẽ thắng cử nếu như ông ấy không bị hại. Nhưng nó đánh dấu sự kết thúc của hệ thống tư pháp bất công nhất trên thế giới. Bất kỳ ai bảo vệ phán quyết này đều là mối nguy hiểm cho bạn và gia đình của bạn. Thưa quý vị, thì qua cái cuồng tin này cho chúng ta thấy đây cũng là một cái vấn đề khá là trớ trêu. Mặc dù họ đã kết tội cựu tổng thống Donald Trump, nhưng mình tin chắc rằng cái phiếu bầu của ông sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Và như tất cả chúng ta đều biết thì khó có thể bào chữa được như trong cái phiên tòa này bằng chứng thì được phép để đưa ra nhưng mà cái vấn đề mà biện hộ thì lại bác bỏ và đồng thời họ cấm nói đây là một cái vấn đề hết sức là khó khăn cho cái việc bào chữa và một cái vấn đề khó khăn nữa thì tất cả những cái tội trạng được đưa ra trong khi đó thì lại bồi thẩm đoàn lại có cái sự sắp xếp bởi vì tất cả những cái vấn đề ở đây thì liên quan tới bộ thẩm đoàn. Bộ thẩm đoàn coi như là nói có tội là có tội và bộ thẩm đoàn nó không có tội là không có tội. Cho nên không có bất cứ một người nào có thể chống lại được một cái dự kiện mà tất cả những cái tội trạng được đưa ra và cái bộ thẩm đoàn được sự sắp xếp thì chắc chắn rằng không không thể chống lại được. Và tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới trang quyên góp của cựu tổng thống Donald Trump có chủ đề Tôi là tù nhân chính trị bị sập sau khi rất nhiều người ủng hộ tràn vào trang mạng này sau những phán quyết có tội trong phiên tòa giả mạo được đưa ra về tất cả 34 tội danh. Như The Gateway Pundit đã đưa tin là bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ đã bị rung chuyển bởi những gì nhiều người gọi là sự nhạo bán công lý. Sau một phiên tòa gây tranh cãi được coi rộng rãi là có động cơ chính trị, Bồi Thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết có tội đối với tất cả 34 tội danh chống lại cựu Tổng thống Donald Trump và ngay sau khi phán quyết được công bố trang mạng của cựu tổng thống donald trump đã được cập nhật với một thông điệp táo bạo và thách thức với nội dung như sau tin mới nhất tôi là tù nhân chính trị và sau đây là những gì cựu tổng thống donald trump đã nói tôi vừa bị kết án trong một phiên tòa săn phù thủy chính trị đây là một phiên tòa gian lận tôi không làm gì sai họ đã đột kích vào nhà tôi bắt tôi chụp ảnh tôi và giờ đây họ đã kết tội tôi nhưng với sự ủng hộ của quý vị tại thời điểm này trong lịch sử, chúng ta sẽ giành lại tòa bạch ốc và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chú Bảy Đơn cần phải nhận được thông điệp này ngay tại đây, ngay bây giờ, rằng cơ hội giành nhiệm kỳ thứ hai của ông ta sẽ kết thúc ngày hôm nay. Nhưng để điều đó xảy ra, sự phản đối ngay lập tức của chúng ta phải là rất lớn. Sẽ được đi vào lịch sử, chúng ta phải làm cho Bảy đền hối tiếc vì đã theo đuổi chúng ta đồng thời nguồn tin cũng cho biết thêm là thông điệp đi kèm với lời kêu gọi những người ủng hộ hãy hành động quyên góp và phản đối những gì trong mô tả là nỗ lực mới nhất của nhà nước ngầm nhằm phá hoại di sản và ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của ông ấy bất kể họ nói dối và tấn công chúng ta bao nhiêu lần cựu tổng thống donald trump sẽ không bao giờ đầu hàng đất nước vĩ đại của chúng ta trước chế độ chuyên chế độc tài của phe cánh tả nhưng đảng dân chủ sẽ chi hàng tỷ đô la để cố gắng ngăn chặn phong trào của chúng ta. Chúng tôi đang trông cậy vào sự ủng hộ của quý vị để hoàn thành những gì chúng ta đã bắt đầu. Cùng nhau, chúng ta sẽ phá vỡ nhà nước ngầm, giành lại tòa Bạch Ốc và cứu nước Mỹ vào tháng 11 năm 2024 này. Vui lòng cân nhắc hoàn thành đóng góp của quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cựu tổng thống Donald Trump nói tiếp. Và hãy nhớ rằng sự ủng hộ của quý vị là điều duy nhất đứng giữa chúng ta và chế độ độc tài toàn diện. Vì vậy, tôi rất mong sự tham gia của quý vị cùng tôi vào giờ phút đen tối này. Vì vậy, tôi cần 10 triệu người yêu nước, ma gà, thật sự chung tay và tự hào hát lên tôi ủng hộ Trump. Và nguồn tin cũng lưu ý rằng chỉ trong vài phút sau khi thông điệp được đăng tải, trang quyên góp của cựu tổng thống Donald Trump có một lượng truy cập tăng đột biến chưa từng có khiến trang này bị sập. Thưa quý vị, thì cái ngày hôm nay cũng như là một cái ngày u ám của đất nước, bởi vì cái phán quyết như thế này hiện tại bây giờ đã làm giấy lòng người, cho nên khi cựu tổng thống Donald Trump vừa đưa cái thông điệp ra và cái thông điệp của cựu tổng thống Donald Trump được đăng tải trên mạng, trên cái cái trang web mà quyên góp, thì chỉ trong vài phút thôi thì có rất rất là nhiều người họ vào cái trang web này và cái trang web này không chịu nổi và đã bị sập, cho nên À, tất cả chúng ta đều thấy là cái lượng người mà ủng hộ của Tổng thống Donald Trump càng ngày càng rất đông và tất cả chúng ta hãy bình tĩnh cái phán quyết này à, tuy quý vị nhìn thấy có 34 tội danh nhưng mà chắc chắn rằng nếu mà cái phán quyết này được kháng cáo lên tòa án thượng thẩm cũng như là tòa án cao hơn thì chắc chắn cái phán quyết này sẽ bị lật ngược và đồng thời nếu mà cái trong cái tòa án cái uh, tòa thượng thẩm mà họ không có lật ngược thì còn tới cái tòa án tối cao thì chắc chắn họ sẽ cũng lật ngược cái phán quyết này bởi vì hầu hết tất cả những cái chuyên gia pháp lý cũng như là tất cả những cái người mà thông hiểu về luật pháp thì họ cho rằng đây không phải là một cái vụ kiện đây là một cái vấn đề nó hoàn toàn không có hợp hiến và hợp pháp thì cho nên cái uh, kết quả này rất rất là dễ bị lật ngược trở lại và tất cả những gì trong cái phiên tòa này có nghĩa là họ đã muốn gây một cái sự nghi ngờ của cử tri cũng là cũng như là một cái phương tiện để làm giảm cái số cử tri ủng hộ đối với cựu tổng thống Donald Trump đồng thời là họ muốn giữ chân cựu tổng thống Donald Trump tại cái phiên tòa xét xử này để ông không có một cái thời gian hoặc là có cơ hội để tiếp xúc với cử tri cũng như là trong cái à, những cái cuộc vận động tranh cử thì cái mục đích của họ họ thừa biết rằng là bất cứ những cái cáo buộc hoặc là À, những cái phán quyết trong cái phiên tòa này sẽ bị lật ngược ở trên cái tòa án thượng thẩm cũng như là tòa án tối cao của hoa kỳ nếu như cựu tổng thống donald trump kháng cáo cái phán quyết này lên cái tòa thượng thẩm thì có thể là cái tòa thượng thẩm sẽ vứt bỏ hoặc là lật ngược cái phán quyết này lại và nếu như cái tòa thượng thẩm họ không làm không có lật ngược lại thì cựu tổng thống donald trump sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao hoa kỳ tới cái tòa án tối cao hoa kỳ thì mình tin chắc rằng là tòa án tối cao hoa kỳ sẽ vứt bỏ cái vụ kiện này bởi vì tất cả những cái vấn đề trong vụ kiện này nó hoàn toàn không có hợp pháp và không có hợp hiến. Cho nên hầu hết cả những cái người mà thông hiểu về luật pháp cũng như là chuyên gia pháp lý thì họ cho rằng đây không phải là một cái phiên tòa, đây không phải là một cái vụ kiện rất là dễ dàng bị lật ngược cũng như là vứt bỏ bởi tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Và tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới bản án có tội của cựu tổng thống Donald Trump khiến các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa nổi giận và các cuộc thăm dò ý kiến trở nên mạnh mẽ hơn nhiều là nhờ vào phán quyết này. Như Prabha News đã đưa tin là các nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa cho biết vào hôm thứ năm rằng họ sẵn sàng ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống vào tháng 11 của Donald Trump cho dù rằng ông trở thành trọng tội bị kết án trước khi tranh cử. Theo khoảng một chục nhà hảo tâm và người gây quỹ ít nhất một người đã ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump lần đầu tiên. Nhiều nhà tài trợ bảo thủ đã coi vụ án hình sự ở New York là sự đàn áp chính trị. Đồng tình với những tuyên bố của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa rằng Đảng Dân Chủ đang cố gắng làm suy yếu ông trước cuộc tái bầu cử vào ngày 5 tháng 11 với Tổng thống Bãi Đen. Các công tố viên đã bác bỏ những tuyên bố đó là không đúng sự thật. Một bồi thẩm đoàn ở New York đã tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump có tội vào tối thứ Năm vì làm giả tài liệu để che đậy khoản tiền thanh toán tiền bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Bản án đã thúc đẩy một số nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ tài chính cho cựu tổng thống Donald Trump và trong ít nhất một trường hợp lần đầu tiên quyên góp một khoản tiền lớn cho ông. Như Don Tapir, cựu đại sứ của cựu tổng thống Donald Trump tại Jamaica, cho biết ông là một mạng lưới nhỏ gồm gia đình và bạn bè mà ông cùng quyên góp đã lên kế hoạch quyên góp khoảng 250.000 đô la trong cuộc bầu cử này để ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Và sau bản án hôm thứ Năm, Tapia nói với Reuters rằng nhóm này sẽ đặt mục tiêu quyên góp hơn 1 triệu đô la cho nhóm chi tiêu ủng hộ của Tổng thống Donald Trump là MAGA trong những tuần tới. Và ông Tapia đã nói như sau, chúng tôi sẽ dốc toàn lực vì ông ấy. Và một nhà đầu tư công nghệ tại thung lũng Silicon là Sean McGuire đã đăng trên trang mạng xã hội Twitter sau phán quyết rằng ông đã quyên góp 300.000 đô la để ủng hộ Trump. Và sau đây là những gì ông McQuire đã nói. Tôi tin rằng hệ thống tư pháp của chúng ta đang bị lợi dụng để chống lại ông ấy. Và đồng thời ông nói rằng, tôi là người từng ủng hộ Hillary Clinton, nhưng đã chuyển sang ủng hộ Trump vào năm 2021. Sau khi Tổng thống Bãi Đơn rút quân khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn, McQuire cũng nói với Reuters rằng trước đây ông chưa từng quyên góp cho cựu Tổng thống Donald Trump. Và tiếp theo là ông Robert là một trong những nhà ủng hộ. Hàng đầu của cựu tổng thống Donald Trump đã trao hơn 9 triệu đô la cho một nhóm bên ngoài ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump cho biết phán quyết này không ảnh hưởng đến ông và tất cả những cáo buộc này đều là bịa đặt và hư cấu. Và nguồn tin cũng cho biết thêm là các cuộc phỏng vấn cho thấy sự ủng hộ sâu sắc của các nhà tài trợ dành cho cựu tổng thống Donald Trump bất chấp những rắc rối pháp lý của ông cho thấy ông sẽ vẫn duy trì sức mạnh tài chính đáng kể trước Tổng thống bảy đền bao gồm từ phố qua công nghệ và lĩnh vực dầu mỏ. Và các nhà tài trợ được Roder phỏng vấn cũng nhìn chung lạc quan về chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 dựa trên một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống bảy đền hầu hết ở các bang chiến trường. Thêm vào đó là phán quyết của phiên tòa tại New York vào ngày hôm nay khiến các cuộc gọi từ các nhà tài trợ đã tăng lên đáng kể. Và sau khi bắt đầu với những bất lợi về gây quỹ so với Tổng thống Bảy đèn, cựu Tổng thống Donald Trump đã gây quỹ nhiều hơn đối thủ dân chủ của mình vào tháng 4. Nhờ sự hỗ trợ của các sự kiện gây quỹ trên khắp cả nước, một số nhà tài trợ bao gồm tỷ phú sòng bạc gần đây đã cam kết ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Và ông nói rằng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ một nhà tài trợ nào quan tâm đến phiên tòa New York. Bất kỳ họ ghét Trump đến mức nào, họ đều nghĩ rằng ông ấy đang bị đàn áp. Và tôi tin rằng ông ấy sẽ chiến thắng vào tháng 11 năm 2024 này. Thưa quý vị thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy rằng là sau một cái phán quyết của tòa án New York, phán quyết là cựu tổng thống Donald Trump đã bị phạm 34 tội danh và mỗi một cái tội danh có thể là ngồi tù tới 4 năm tù. Nhưng hầu hết tất cả những cái chuyên gia pháp lý cũng như là một số người thì họ tin rằng bởi cái phán quyết này Cựu tổng thống Donald Trump có thể giành thắng lợi trong cái tháng 11 của năm nay một cách rất dễ dàng thì đây cũng là một cái sự an ủi à, đối với cái ngày hôm nay của cựu tổng thống Donald Trump. Như quý vị cũng đã biết là cái Reuters là một cái nhà báo và cũng như là một cái đài TV trung lập và họ tin rằng là cái phán quyết của phiên tòa của ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là, là sẽ bị đảo ngược bởi bất cứ một cái tòa thượng thẩm có nghĩa là một cái tòa nào cao hơn cái phiên tòa này thì chắc chắn họ sẽ đảo ngược cái phán quyết này bởi vì là cái bộ tư pháp hiện tại bây giờ là cái người ghét trăm người chống lại cựu tổng thống Donald Trump, họ cũng từ chối truy tố trong cái vấn đề này và họ cho rằng đây không phải là một cái hành vi sai trái. Và tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới giáo sư luật là ông Jonathan Turley phản ứng với phiên tòa xét xử của cựu tổng thống Donald Trump và nói rằng đây là một vấn đề kỳ lạ, tôi không đồng ý với phán quyết này và nó có khả năng sẽ bị lật ngược khi kháng cáo. Như The Gateway Pundit đã đưa tin là giáo sư lực Jonathan Turley của Đại học George Washington đã quan sát phiên tòa xét xử của cựu tổng thống Donald Trump với tư cách là một chuyên gia pháp lý cho Fox News. Nguồn tin cho biết là sau khi phán quyết có tội được đưa ra, Turley phản ứng bằng cách gọi đó là kỳ lạ và lưu ý rằng vẫn chưa rõ Trump cụ thể bị kết tội về điều gì và ông cũng đã nói rằng vụ án này sẽ bị lật ngược khi kháng cáo. Đồng thời ông đã phản ứng bằng những lời lẽ mạnh mẽ trước phán quyết có tội của cựu tổng thống Donald Trump, người đã bị kết tội với tất cả 34 tội danh. Phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở New York chỉ sau 2 ngày thảo luận của bồi thẩm đoàn kéo dài hơn 9 giờ. Và sau đây là những gì ông đã nói. Rõ ràng là tôi không đồng ý với phán quyết này cũng như nhiều người khác. Và tôi tin rằng vụ án này sẽ bị đảo ngược cuối cùng ở cấp tiểu bang hoặc liên bang. Đây là một kỳ vọng tồi tệ nhất trong một phiên tòa ở Manhattan. Tôi buồn vì kết quả này đối với hệ thống pháp lực New York nhiều hơn là cựu tổng thống Donald Trump. Tôi đã hy vọng rằng bồi thẩm đoàn có thể cứu vãn được tính toàn vẹn của một hệ thống đã được sử dụng cho mục đích chính trị đồng thời nguồn tin cũng nói thêm rằng Turley, người có mặt tại thời điểm đọc phán quyết gọi đó là một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất mà ông từng trải qua tại tòa án thẩm phán walmerton vừa nói rằng bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra được quyết định thì họ sẽ được giải tán trong ngày nguồn tin này thưa quý vị thì uh, qua cái bản tin này như cái lời nhận định của uh, uh, giáo sư lực là ông jonathan uh, Turley, đã không đồng ý với cái phán quyết này của thẩm phán Juan Merchan. Và qua cái lời phản đối về cái phán quyết này của à, giáo sư lực là ông Jonathan Turley thì có một chuyên gia pháp lý à, ông cũng đưa ra một cái quan điểm như thế này thì mình à, đọc cho quý cô chủ và anh chị em cùng nghe. Chuyên gia pháp lý này cho rằng là cựu tổng thống Donald Trump đã thoát khỏi 400 công ty mà ông đã tham gia vào ngày 19 tháng 1 năm 2017, nhưng bốn tội danh đầu tiên trong bản uh, cáo trạng giả mạo này của Alvanfraz được liệt kê vào ngày 14 tháng 2 năm 2017 là ngày đầu tiên phạm tội của cựu tổng thống Donald Trump. cho nên cái vấn đề cái mốc thời gian giữa cựu tổng thống Donald Trump thoát ly khỏi cái công ty này vào ngày 19 tháng 1 năm 2017 và cho đến ngày ngày 14 tháng 2 năm 2017 thì nó gần một tháng. cho nên cái vấn đề này là tất cả những tội trạng này là không có liên kết đối với cựu tổng thống Donald Trump trong cái công ty này. Cho nên tất cả 34 tội danh trong cái bản cáo trạng này ngay lập tức nằm ngoài cái phạm vi liên kết. Có nghĩa là không có liên quan tới cựu tổng thống Donald Trump. Họ cho rằng là toàn bộ cái phiên tòa này không chỉ là bất hợp pháp mà còn có thể là một cái bản kiến nghị khẩn cấp lên tòa án tối cao Hoa Kỳ. Và tòa án tối cao Hoa Kỳ sẽ đảo ngược cái phán quyết bất hợp pháp này ngay lập tức bởi vì vốn của cái phán quyết này là theo một cái phong cách là hình sự và các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump có thể đệ đơn cáo buộc hình sự chính thức để hủy bỏ cái tư cách luật sư của biện lý quận uh, Avanfrat cũng như là thẩm phán uh, Williamson và có thể là uh, các tòa có thẩm quyền có thể truy tố và kết tội những người này thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.